Còn tại tỉnh Quảng Ngãi, ngày hôm qua cũng có thêm 2 ca mắc mới, nâng tổng số ca ở đây trong đợt dịch mới lên 170 ca. Lúc này, tổ COVID-19 cộng đồng ở các địa phương tại đây đã được kích hoạt và thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Tổ COVID-19 cộng đồng của thôn đã cùng nhân viên y tế đi tận ngõ gõ từng nhà trong khu vực để động viên và hướng dẫn người dân cách phòng dịch an toàn. Phản ánh tại thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Khu vực 80 hộ dân tại thôn Định Tân, xã Bình Châu đang bị phong tỏa vì có ca mắc COVID-19. Các thành viên tổ COVID cộng đồng vẫn thường xuyên chia nhau giám sát hỗ trợ người dân trong khu vực này. Khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, quy định phòng dịch trong khu phong tỏa được tổ COVID giải thích hướng dẫn cụ thể và yêu cầu người dân cùng thực hiện. Cách ly cơ sở đấy là không ra đường, rồi ở trong nhà thì cách ly, nói chung là người thân mình vẫn cách ly xa rồi. Tuân thủ 5K của nhà nước. Khu này thì nói chung là buôn bán tự do, buôn bán làm đủ nghề. Mà khi có phát hiện ra dịch đó, thì chúng tôi là chốt chặn và tuyên truyền bà con nhà nào ở nhà đấy không được ra đường và tập trung là test nhanh để kiểm tra những người nào mắc bệnh và những người nào không mắc bệnh. Mỗi tổ COVID cộng đồng đều có sự tham gia của nhân viên y tế thôn và tổ. Sự xuất hiện của nhân viên y tế trong thời điểm này đã tạo ra sự an tâm cho người dân. Ngoài hỗ trợ truy vết làm test nhanh, nhân viên y tế thường xuyên theo dõi sức khỏe của từng người dân trong khu vực phong tỏa. Trung tâm về dưới Nại Đòn ấy, phối hợp với địa phương ấy, thì người dân hợp tác rất tốt. Nói chung là cái là người ta sẽ thực hiện trong cái công tác mà nó tuyên truyền hướng dẫn. Bám sát cơ sở, phát hiện nhanh các yếu tố dịch tễ, các tổ COVID cộng đồng đã phát huy vai trò giúp các lực lượng sớm khoanh vùng xử lý mầm bệnh khi có các ca mắc, hạn chế tình trạng lây lan rộng trong cộng đồng.